Kính chào quý vị khán thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân Đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954 Việt Nam Quốc dân Đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Kính thưa quý vị, đây là buổi phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, đến với buổi phát thanh hôm nay Chủ nhật 31 tháng 10 năm 2021 gồm có nội dung như sau: phần 5 và phần 6, chương 9, thiên thứ 3. Để mở đầu, xin kính mời quý vị theo dõi phần 5 chương 9, tổ chức các chiến khu chống thực cộng, đệ lục chiến khu do Đào Trường Phúc trình bày sau đây. Đệ lục chiến khu. Vào cuối tháng 8 năm 1945, một số cựu chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng ở tỉnh Thanh Hóa được Trung ương Đảng Bộ ra mật lệnh gấp rút thành lập một chiến khu tại miền Trung để phát triển đảng viên, huấn luyện chính trị, quân sự và nhất là về mặt tuyên truyền chính nghĩa sâu rộng trong quần chúng. Sau cuộc họp bất thường, các chiến sĩ Thanh Hóa đều tán thành lấy đồn điền Di Linh làm căn cứ địa vì nơi đây đã trải qua một thời kỳ oanh liệt của vua Ngô mà hiện nay vẫn còn di tích, thành đắp bằng đất, chu vi bằng 20 mẫu ta, mặt thành rộng 5 thước, cao 2 thước, đó là dấu vết hiện thời, còn trước kia cao bao nhiêu thì không rõ. Chủ nhân đồn Di Linh là cụ Trần Văn Doãn, một vị túc nho, nhạc phụ của cố đồng chí Hoàng Văn Tùng và lại là thân phụ của đồng chí Trần Văn Bân, nên sự điều đình rất nhanh chóng. Cụ Trần vui lòng hy sinh tất cả sản nghiệp và gia đình cho đảng. Hoàng Văn Tùng là một sáng lập viên Việt Nam Quốc dân Đảng, bị mật thám bắt giam sau vụ ám sát Ba Giang vào tháng 2 năm 1939. Trong thời gian hội đồng đề hình thẩm vấn ở Ngục Thất Hỏa Lò Hà Nội, thì anh Hoàng Văn Tùng bị cảm nặng, thấy khó lòng sống được, nên chủ tịch hội đồng đề hình cho vợ anh đưa về với gia đình ở Thanh Hóa. Đưa về tới nhà thì anh Hoàng Văn Tùng tạ thế. Hoàng Văn Tùng có người con trai độc nhất là Hoàng Văn Bách, cũng bị Cộng sản giết chết vào năm 1946. Còn đồng chí Trần Văn Bân thì năm 1952 bị Cộng sản bắt, đem đến làng Lai Triều, giết bằng 7 phát súng trường mới chết. Thu xếp xong mọi việc, Trần Phục Đán được cử ra báo cáo với Trung ương Đảng Bộ. Ngày 2 tháng 10 năm 1945, Trần Phục Đán trở về Thanh Hóa, mang theo 2 súng trung liên, 10 súng trường, 100 tạc đạn, một số đạn đủ các cỡ và bảng danh hiệu Đệ Lục Khu Đảng Bộ, cùng một số cán bộ huấn luyện viên. Từ đấy, Di Linh trở thành Đệ Lục Chiến Khu Đảng Bộ và là trường huấn luyện võ bị sơ cấp của Việt Nam Quốc dân Đảng. Mãi đến ngày 15 tháng 12 năm 1945, nhân một cuộc, các chiến sĩ Di Linh tổ chức tập trận giả. Cộng sản mới hay là ở Di Linh có quân đội, nhưng lại hiểu lầm tổ chức này là của địa chủ chống lại chính quyền Cộng sản, nên tỏ vẻ muốn điều đình và hợp tác. Để tránh sự va chạm đến đổ máu vô ích và để có đủ thì giờ chuẩn bị một cuộc cướp chính quyền tỉnh Thanh Hóa sau này, một hội nghị đã được triệu tập tại Di Linh. Đa số tán thành thuyết điều đình để hòa hoãn, nên có sự gặp gỡ giữa đại biểu Di Linh là Trần Phục Đán và đại biểu Cộng sản là Lê Kiểu, chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Thanh Hóa. Việc cử Lê Phục Đán làm đại biểu thương thuyết là bởi các chiến sĩ Di Linh muốn để sau này có thể bảo đảm tính mạng cũng như tài sản của gia đình họ Trần ở ấp Di Linh. Cuộc thương thuyết kéo dài từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 15 tháng Giêng năm 1946. Hai bên ký kết bản giao ước hợp tác
và bất khả xâm phạm tính mạng và tài sản Di Linh. Sau khi ký kết, Cộng sản đem 5 xe hơi hạng nặng vào Di Linh để chuyên chở các chiến sĩ và võ khí di chuyển ra thị xã Thanh Hóa. Ngày 8 tháng 2 năm 1946, nhân một cuộc đi tập luyện theo thường lệ, các chiến sĩ Di Linh đã thừa cơ hội chiếm luôn Sở Nông Giang làm trụ sở. Đảng kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng lần đầu tiên tung bay dưới vòm trời tỉnh Thanh Hóa. Vì nhu cầu cần thiết, các chiến sĩ lại chiếm luôn cả khách sạn tứ dân của Đặng Trần Hồ và đã lợi dụng tình thế đặc biệt cử Đặng Trần Hồ làm chủ tịch ủy nhiệm dưới quyền lãnh đạo của Lê Khang. Để mở rộng phạm vi hoạt động, các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng chiếm luôn khu quân nhu của Cộng sản, đồng thời bắt cóc cụ Cử Soạn về làm cố vấn. Cụ Cử Soạn là một nhà cách mạng thời Đông Du. Sau khi mãn án phát lưu, cụ về tu ở chùa Đào Viên gần thành phố Thanh Hóa. Đặt ra vấn đề bắt cóc, sự thực chỉ là một thủ đoạn để tránh cho chùa Đào Viên tự khỏi bị Việt Cộng tàn phá để trả thù. Thanh thế và ảnh hưởng của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Thanh Hóa lúc bấy giờ rất lớn lao và sâu rộng. Nhân dân nhộn nhịp đến nghe phát thanh hàng ngày từ 16 giờ rưỡi đến 18 giờ rưỡi, khiến Cộng sản phải tức tối vô cùng. Nhiều lần đã định dùng áp lực quân sự để giải tán trụ sở, nhưng đều bị các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng chống đối rất kịch liệt, mặc dù đôi khi phải đổ máu. Được nhân dân ngày càng ủng hộ nhiệt liệt, nhất là những gia đình có thân nhân đang còn bị giam giữ ở các lao xá, lao bảo, Côn Lôn, v.v. Giữa khi ấy, một vụ đổ máu nội bộ đã xảy ra. Nguyên nhân chỉ vì một đảng viên là Trần Trọng Khám được lệnh mang một khẩu súng lục từ Trung ương về cho tỉnh đảng bộ Thanh Hóa sử dụng. Nhưng Khám không chịu nộp cho Ủy ban quân sự. Ban kiểm soát dò biết, đòi lại súng, nhưng Khám nhất định lánh mặt. Để giữ kỷ luật đảng, tỉnh đảng bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Thanh Hóa bắt buộc phải xử tử Trần Trọng Khám, mặc dù Thám là con một bậc lão thành đáng kính trọng. Vì sự đòi hỏi của nhân dân và nhất là của một số đông anh em cựu binh sĩ, nên tỉnh đảng bộ lại phải lập thêm nhiều cơ sở phụ thuộc, tổng cộng là 28 cơ sở, để có đủ nơi huấn luyện, tuyên truyền lý thuyết và giải thích vạch trần mặt nạ Cộng sản do Ủy viên tuyên truyền Vũ Đình Tuyên phụ trách. Trong khi ấy thì vợ của Đặng Trần Hồ đã lợi dụng địa vị của chồng, làm nhiều chuyện bậy, có hại đến thanh danh đảng, nên bị các đồng chí mời Đặng Trần Hồ về. Một số định đưa Đái Đức Tuấn là nhà văn Tê Chia, nguyên quán ở Thanh Hóa, lên thay Đặng Trần Hồ. Nhưng đa số lại tán thành cử đồng chí Lưu Văn Thiểu. Lê Khang rất tán thành và đề nghị với Trung ương Đảng Bộ cũng được chấp thuận, đồng thời còn cử nữ đồng chí Thị Xuân giữ trọng trách, tiếp tế võ khí. Trên đường từ Hà Nội vào Thanh Hóa, đồng chí Lưu Văn Thiểu và chị Xuân bị công an Cộng sản đón bắt ngay dọc đường, đưa thẳng vào giam cầm tại lao xá tỉnh Nghệ An. Một số võ khí quan trọng cũng bị Cộng sản tịch thu mất. Tỉnh đảng bộ Thanh Hóa được tin, lập tức ủy cho ban tình báo tìm cho được số võ khí ấy tàng trữ ở đâu, và ủy cho đặc vụ phải lùng bắt cho được tên Hùng là cảnh sát trưởng Cộng sản tại Thanh Hóa. Lệnh ban ra, chỉ trong vòng một tuần lễ, ban đặc vụ đã tước được 100 khẩu súng trường của Cộng sản để tại các đồn lẻ và bắt được tên Hùng.
Hùng bị bắt, Cộng sản cử ngay tên Hoàng lên thay. Hoàng giữ thái độ dè dặt nên các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng dễ bề hoạt động, ít bị ngăn trở. Công tác đảng đang đà phát triển mạnh mẽ. Bỗng ngày mùng 6 tháng 4 năm 1946, Trung ương Đảng Bộ ra mật lệnh cho toàn thể đảng viên phải rút lui. Lê Khang liền triệu tập hội nghị để lấy ý kiến chung. Hội nghị tranh luận rất sôi nổi, cuối cùng đi tới quyết nghị. Tùy theo sự can đảm và tài năng của mỗi người, ai có thể sang Trung Hoa học hỏi thêm thì nên xuất ngoại. Còn ai ở lại thì nên trà trộn với quần chúng, tìm cách phá hoại Cộng sản bằng mọi cách phản tuyên truyền và gây rối địch. Kết quả, số người xin đi rất đông. Trên đường rút lui ra Hà Nội, vì sự tổ chức kém chu đáo, nên khi ra tới Phủ Lý, quân đội và công an Cộng sản đã bắt được một số, đưa về giam ở Thanh Hóa và Nghệ An. Trong đó có Đỗ Văn, Bùi Anh Tuấn và chị Đặng Trần Hồ. Những người ở lại phải bảo vệ trụ sở, lo chống đối với Cộng sản một cách tích cực. Cộng sản tìm đủ mọi cách khủng bố họ. Ban ngày thì phục kích khắp nơi để chặn bắt các người liên lạc. Ban đêm thì tắt điện để đề phòng sự rối loạn thừa cơ đánh úp. Nhưng các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng vẫn bình tĩnh sắp đặt kế hoạch, không kém phần linh động. Trá hình rồi rút lui dần dần và tản mát vào Ngàn Mục, tức là Như Xuân, hay Ba Làng, tức là Tĩnh Gia. Một số được cai chế và Cầm Bá Thước giúp đỡ, che chở một cách tận tình. Vì thế, nên mới có một số đảng viên lãnh đạo phong trào kháng cộng ở Mậu Thôn, Ba Làng trong những năm 1947, 1948 và 1949 một cách anh dũng. Đó là do ở sự kinh nghiệm chiến đấu tại tỉnh Đảng Bộ Thanh Hóa, đệ lục chiến khu Việt Nam Quốc dân Đảng. Tiếp nối chương trình, Đỗ Hiếu xin kính mời quý vị theo dõi phần 6 chương 9, thiền thứ 3, tổ chức các chiến khu chống thực cộng, đề thất chiến khu, qua phần trình bày của Nam Anh sau đây. Đề thất chiến khu. Đề thất chiến khu Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào cuối tháng 10 năm 1945, gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, thị xã Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Trung Việt do Phan Xuân Thiện, tức Phan Kích Nam, là người đã góp rất nhiều công lao vào việc xây dựng buổi đầu và đồng thời cũng là chủ nhiệm ban chấp hành khu đảng bộ. Kế tiếp đến Liên Hữu, Hoàng Bảo, Bửu Niên và Võ Tài, tức Hồng Vân. Đệ thất chiến khu đảng bộ được thành lập giữa khi chính sách theo dõi và khủng bố gắt gao của chính quyền Cộng sản, dưới sự vuốt ve, lừa gạt khéo léo của các tổ chức cứu quốc của mặt trận Việt Minh đương thời toàn thịnh, nền cơ sở đảng bộ đang ở trong thời kỳ phôi thai, sự phát triển không được đồng đều, phong trào tương đối khá vững chắc là ở Thừa Thiên và Huế, rồi sau là Quảng Nam, đảng viên khá đông, tinh thần tranh đấu cũng mạnh. Còn tại các tỉnh khác, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, thì cơ sở mới tổ chức sau, lực lượng còn non yếu, nên sự hưởng ứng của nhân dân chưa được rộng rãi. Tỉnh Đảng Bộ Thừa Thiên, đệ thất khu bộ sau khi tổ chức xong trụ sở, bí mật đặt tại Kinh Đô Huế, nên tỉnh Bộ Thừa Thiên cũng được lưu ý xây dựng trước tiên vào cuối tháng 10 năm 1945, gồm một số trí thức tiểu tư sản như Quế Lâm, Phan Kinh, Nguyễn Văn Thuyết, Ngô Văn Hậu, vân vân. Quế Lâm được cử làm chủ nhiệm tỉnh đảng bộ. Phong trào phát triển từ thành thị với sự tham gia của các giới trí thức, tiểu thương, tiểu địa chủ, thanh niên,
học sinh và thợ thuyền, kế tiếp lan dần về các phủ, huyện, thôn quê, Quảng Điền, Hương Thủy, và được sự hưởng ứng đông đảo của các vị thân hào, nhân sĩ và nông dân giác ngộ tại các địa phương đó. Những sự tuyên truyền chống đối chính sách độc tài phi nhân của Cộng sản hoạt động mạnh mẽ nhất là tại thị xã Huế, còn các miền nông thôn, thời sự hoạt động của đảng viên giữ tính cách ngấm ngầm, bí mật để bảo tồn cơ sở trong thời kỳ phôi thai non yếu. Về sau, tỉnh đảng bộ Thừa Thiên còn cung cấp cho các khóa huấn luyện của đệ thất khu bộ mở tại Hà Nội và các chiến khu Bắc Việt một số cán bộ về thụ huấn, đồng thời lại vận động được một số tiền khá cho quỹ của khu bộ những năm 1945-1946. Tỉnh đảng bộ Quảng Nam cũng vào cuối tháng 10 năm 1945, Phan Xuân Thiện sau khi tổ chức xong ở Huế và Thừa Thiên trở vào Quảng Nam, bắt liên lạc với Phan Bá Lân ở Điện Bàn, rồi thẳng vào thị xã Tam Kỳ gặp Trương Phước Tường, bí danh Lâm Cốc, thảo luận việc tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sau đó ít ngày, tỉnh đảng bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng lâm thời, tỉnh Quảng Nam thành lập tại một địa điểm thuộc xã Xuân An, quận Tam Kỳ. Ban chấp hành do Trương Phước Tường làm chủ nhiệm, Phan Bá Lân, bí danh Quỳnh Dương, sau lại đổi là Lê Liên, làm bí thư, tức phó chủ nhiệm. Các ủy viên vận động là Lương Vĩnh Thuật, bí danh Hành Sơn, phụ trách tôn giáo vận là Vũ Ngọc Cẩn, bí danh Kim Thạch, vân vân. Với tất cả tấm lòng nhiệt thành hy sinh, với tinh thần tích cực và hăng say hoạt động của đa số cán bộ và đảng viên cơ sở, đảng dần dần được phát triển khá nhanh chóng, từ thành thị đến nông thôn trên hầu khắp tám phủ, huyện của tỉnh Quảng Nam, với thành phần tham gia gồm có giáo sư, trí thức, thanh niên, học sinh, công nhân, thân hào, tiểu tư sản và nông dân. Tinh thần tranh đấu của cán bộ và quần chúng, đảng viên khá cao, bất chấp cả mọi mánh khóe thủ đoạn, dọa dẫm, khủng bố chia rẽ của Cộng sản. Anh em quyết tâm xây dựng cách mạng, vì thế nên sau một thời gian nỗ lực công tác, vào cuối tháng 11 năm 1945, các huyện đảng bộ trong tỉnh Quảng Nam đã lần lượt tổ chức được các ban chấp hành lâm thời gồm nhân sự và cán bộ khá đầy đủ. Huyện bộ Hòa Vang do Hồ Quý Thích, Nguyễn Tích, Nguyễn Vạn và Nguyễn Bút phụ trách. Huyện bộ Điện Bàn do Phan Tùng, Phan Cầm và Phan Vị phụ trách. Huyện bộ Duy Xuyên do Phan Ngô, Bùi Luận và Bùi Hoàng phụ trách. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, ban biên tập chúng tôi đã hoàn tất để gửi đến quý vị phần 5 và phần 6, chương 9, thiên thứ 3. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào kỳ tới với phần 7 và phần 8, chương 9, thiên thứ 3, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc Dân Đảng do Việt Dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đỗ Hiếu xin kính chào tạm biệt. Cầu chúc quý vị và bổ quyến luôn hạnh phúc, may mắn và an lành trong cuộc sống. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nửa non. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm
tình tổ quốc quê hương quê trong máu xưa. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông liên bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng lạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày hùng ngày tan yên bái nương non nỉ buồn. Chết vì tổ quốc cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng chi ta